Hi, xin chào cả nhà. Hello cả nhà. Ê, trời ơi. Đây là chuyến bay nha, Vietnam Airlines nha. Ủa chị đang đi đâu rồi chị Giang? Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Dạ em tới Cà Mau rồi mấy chị. Trời ơi, lần đầu tiên hả chị ha? Lần đầu tiên mà đi Cà Mau bằng máy bay phải không chị? Lúc mà bên Dũng nói chị ơi, mình đi máy bay không chị? Chị nói trời Dũng em khùng hả? Đi Cà Mau mà đi máy bay. Cái nói trời ơi có chị ơi, bây giờ Cà Mau có chuyến bay rồi. Hết thùng chưa quý vị? Em đi Vietnam Airlines Cà Mau nha mấy chị nha. Đó, trời ơi. Nói chung đi có 45 phút thôi à. Đó, trời nhắm mắt một cái là em tới Cà Mau rồi. Chứ thì bình thường là đi xe em đi 8-9 tiếng đó mấy chị. Bây giờ em đi Cà Mau em đi có 45 phút là lộn định nó 4 tiếng rưỡi. Nói chung là em đã tới nơi rồi nha mấy chị nha. Tới Cà Mau rồi ha. Dạ. Hôm nay... Ủa Minh Dũng em đi đâu ạ? Em đi Cà Mau. Em đi Cà Mau mà chị tưởng em đi Đà Lạt. Sao bận áo gì mà dày dữ vậy bà nội? Sao không? Tại vì hồi sáng á là coi như là đi cái khí trời nó rất là lạnh. Hiểu không? Dạ, thôi để rất em là em rất em. Là lạnh. Đó, cho nên là phải mặc áo này, nhưng mà cuối cùng là xuống đây thì cảm giác là nó nóng thiệt. Trời ơi, Cà Mau mà lạnh thiệt, nói gì mà nói gì thiệt, đi Cà Mau mà lạnh. Thôi em ơi, em muốn nói gì em nói à. Ý là em nói là hồi sáng ở Sài Gòn, cái khí trời nó lạnh, hiểu không? Ý là em ra sân bay sớm rồi, khí trời nó lạnh đúng không? Đúng rồi, đó, nhưng mà không ngờ rồi, là... Rồi em tới Cà Mau thì sao? Thì nó nóng á. Taxi không chị? Dạ, đi taxi hả? Đi taxi. Ủa? Để bình tĩnh để anh coi. Bây giờ là coi như là hai chị em sẽ đi về khách sạn. Đi về khách sạn nha mọi người nha. Mọi người ơi, hôm nay là tới Cà Mau rồi. Cà Mau đó mà là không, mọi người bí mật đi rồi mọi người sẽ thấy. Rồi bây giờ là mình lên xe thôi chứ giờ sao giờ không mà, lên mà xe sao lên vậy? Xe nào? Anh này anh đón quá, anh săn chị quá trời từ. Săn quá là mời chị. Dạ, để từ anh coi nhà em nó có. Bây giờ là tụi em đi về Mường Thanh. Dạ, okay. Mường Thanh nha. Dạ, dạ. Dạ nói chung là đi đúng anh nha. Đừng có chặt chém nghệ sĩ tụi em nha. Trời ơi, thấy chưa cái anh tụi mình em bạn tụi cái em nói chuyện với anh em Mường Thanh chỉ mới lên Mường. Không em đó em khen thiệt tình đúng không em? Đâu ai khen? Ai khen? Đây, đó là taxi Mai Linh cho mọi người nha. Taxi Mai Linh đó, tụi em đã xuống Cà Mau rồi. Chúc em nhiều sức khỏe nha. Rồi, chị cảm ơn em. Hình như ủa, hồi nãy... anh lấy vali chị kìa, Dũng ơi, anh lấy vali chị kìa, chị chưa quyết định đi với anh mà. Bây giờ chị muốn đi với ai? Chị muốn đi với cái người mới khen chị hay là chị muốn đi với ảnh? Tại vì em thấy nó khen chị đẹp gái, chị đi với. Bây giờ làm ơn anh khen chị một cái đi. Chị là nhất rồi. À, về các bạn rồi sau đó rồi có bí văn hả chị? Đi rồi đi bí văn hả? Đi về khách sạn đi rồi từ từ nhà okay. Rồi tới cái gì tới thì tiếp tục nha. Ủa chị, cái vali của chị nãy chị để trên cái xe kia mà. Đâu có bậy bạ, nãy anh taxi nè, anh bỏ lên rồi phải không anh? Rồi xong rồi. Nát không có là anh chịu trách nhiệm á. Vậy cái thằng nào đây? Mường Thanh. Rồi. Trời ơi, vậy mà nãy anh nói ảnh với Mường Thanh cái hợp tác. Mường Thanh Luxury nha. Dạ. Hôm nay thì Lê Giang với Minh Dũng đi xuống Cà Mau có một cái công chuyện đó là đi trước sao á là đúng rồi. Coi như ủa xuống Cà Mau chỉ ăn cua thôi hả chị? Vậy thôi chứ sao đời vậy thôi à. Mà quên nữa, nay ăn cua không được. Ủa sao vậy? Cắt mắt. Cái gì? Cái gì? Không có gì đâu. Ủa nãy giờ là coi như là em không nhận ra luôn á. Là coi như nãy giờ là chị đeo kiến á hả? Chị đeo kiến là chị cắt mắt nữa hả? Trời công nhận luôn á, chị ghiền thiệt luôn á chị Giang. Đâu có ghiền, chị ôm lại kỷ niệm thôi, gì đâu có ghiền đâu. Tại vì á, nhiều khi giống như là kiểu như là mấy năm rồi phải không? Mà mình coi như là mình không có đụng chạm giao kéo thì coi như là giờ mình chỉ ôm lại thôi, ôm đúng lại không? Kỷ niệm thôi. Nghe lại cái tiếng giao kéo cho nó quen tai là... lại phải không? Bàn cho nó lạnh lạnh. Đâu chị dở ra cho em coi. Có cùng điên ba trận à. Cùng điên à. À là có nghĩa là bây giờ là ăn cua để mà coi như cho nó mau lành nó ăn.
nó lòi vết thương lên đồ ha, đồ cho nó mau lành ha. Nó người ta nói á, tình bình thường á, nếu mà sửa mũi á thì mình nên ăn cua đồ để nó độn lên để cho nó đừng có teo cái cơ mũi. Còn bây giờ cắt ngắt á, nếu mà mình ăn cua nữa đó thì mà có giống như là nó nổi giống một lẹo. Nhưng mà em nghe nói là coi như là ngoài cái mục đích là hôm nay là mình đi xuống Cà Mau á, là mình ăn cua ha. Rồi còn cái mục đích thứ hai á, là coi như là đi thăm ca sĩ Lâm nha. Bảo Nam. Đó. Cái chuyện quan trọng là cái chuyện mà đi thăm ca sĩ Lâm Bảo Nam nè. Mà em nghe nói ngày xưa là chị với là ca sĩ Lâm Bảo Nam là rất là thân đúng không? Thân lắm luôn nè, thường nè, chơi chung nè, đi chơi chung nè, rồi ngủ chung nè, cái gì cũng tâm sự với nhau hết trơn á. Rồi hôm nay thật sự luôn á là muốn đi xuống. Lúc mà chị đi ra ở bên nước ngoài á là muốn biết Lâm Bảo có coi clip thì thấy Lâm Bảo Nam đang ở trong trại tâm thần thì rất là sốc đúng không? Nghĩa là nghe mà trời bàng hoàng, mà coi clip là khóc chịu không nổi luôn á. Tại nhìn Lâm Bảo Nam rất là tội luôn, mà không đến nỗi nào mà như vậy đâu. Thì hôm nay á thì không biết là Lê Giang xuống dưới đây, xuống dưới tận Cà Mau như thế này. Là mọi người biết là từ Sài Gòn mình đi Cà Mau là đi xe cũng khoảng 8-9 tiếng. Nhưng mà đi xe cũng được, nhưng mà Lê Giang muốn đi cho đi nó máy bay cho nó nhanh. Cho nó nhanh á, để giải quyết công việc cho nó xong, cho nó lẹ. Cho nên là Lê Giang với lại Minh Dũng đi máy bay xuống đây để thăm Lâm Bảo Nam. Và tới ngay cái trại mà tâm thần mà Lâm Bảo Nam đang ở á. Nhưng mà cái cảm giác của chị bây giờ là coi như là chị có nghĩ là chị Lâm Bảo Nam chỉ nhận ra chị không? Tại vì thực ra là Quách Tuấn Du mà chơi thân với Lâm Bảo Nam luôn đó, nhưng mà lại còn không nhận ra, thì huống hồ là chị có nghĩ là Lâm Bảo Nam rồi nhận ra chị không? Thì chị cũng sau khi mà chị coi clip Quách Tuấn Du với lại Thúy Nga đi xuống là chị nghĩ là chắc không là nhận ra là Quách Tuấn Du rồi. Mà trong khi đó là ca sĩ là ca chung với nhau nữa. Thì chị cũng nghĩ là không biết là Lâm Bảo Nam có nhớ Lê Giang hay không. Nhưng mà em nghĩ là kỳ này chắc là chị Lâm Bảo Nam chị cũng không nhớ ra chị đâu. Hy vọng là một có một chút mong manh nào để không, mà nhớ không, không, không nhớ ra đâu. Biết sao không? Sao vậy? Quỷ điên à. Là tại vì chị cắt mắt nữa đó. Chị cắt mắt đó, bình thường đã không nhận ra rồi. Thì bây giờ còn cắt mắt nữa, chắc xuống dưới chị ca sĩ đó, chị Lâm Bảo Nam chỉ có tên là Thanh Tuyền đó. Thanh Tuyền. Tuyền chị, đúng rồi, nó tên là Tuyền. Tuyền chắc chị không nhận ra nữa quá. Ê ai vậy? Ai vậy? Thôi Dũng ơi, em đừng có đón chị Dũng ơi. Mệt quá. Bây giờ đợi tới ngày mai đi rồi em sẽ thấy là Lâm Bảo Nam có nhận ra chị hay không. Ok, mọi người đón xem nha mọi người. Hồi nãy trên cái chuyến bay mình đi đó thì chị có cảm nhận về cái chuyến bay mà từ Sài Gòn về Cà Mau. Hồi nãy em thấy chị suy tư dữ lắm đó, chị đang suy nghĩ gì vậy? Cái vụ mà hề hước đó. Trời ơi. Thường anh biết à. Quý vị ơi, thật sự mà nói hôm nay đi một chuyến bay Vietnam Airlines từ Sài Gòn đến Cà Mau á. Chị Lê Giang thấy cũng bất ngờ lạ lắm. Nhưng mà đi đâu thì cũng có nhóm hài hết trơn á. Thúy Nga thì hôm nay chắc là bay về Mỹ lại rồi. Còn có Minh Dũng với Lê Giang thôi. Thì định lên Vietnam Airlines nói thôi. Bây giờ cái mà đọc xin quý vị xích beo trước khi mình lên chuyến bay khởi hành á. Thì chị định nói với lại bên Vietnam Airlines cho chị đứng chị với em tấu hề. Tấu hề để là coi như là cho mọi người thư giãn phải không? Rồi sau đó là coi như là cho chuyến bay là coi như là bay suôn sẻ ha, cho vui vẻ trước là bay suôn sẻ. Nhưng Dũng ơi, tào lao quá, chấp chị ta chửi mình đó Dũng. Nhưng mà không biết là mọi người có đồng ý không? Thấy cái ý kiến vậy được không mọi người? Tại vì á chị Lê Giang thì cái máu của chị á là thích làm bầu show lắm mọi người. Nên là khi mà bả lên bả thấy cái khoảng không gian đó mà thí dụ mà được á, thì trong cái lúc mà như vậy chờ đợi á ha, hoặc là những cái lúc mà coi như là máy bay mà coi như là lên rồi coi như an toàn rồi đó, thì sau đó là nhóm hệ xuất hiện là phục vụ mọi người á, thì mọi người thấy làm sao? Vui mà mọi người, Dũng nghĩ là chắc vui. Tại vì cái lúc mà mọi người là coi như là an toàn rồi ha, xếp beo coi như xong xuôi hết rồi, bắt đầu là coi như là cho cái chuyện mà coi như là tiếp viên ra luôn đó, xong xuôi hết rồi thì giờ nhóm hài ra đó, nhóm hài ra để mà phục vụ, chắc bà con vui lắm á mọi người, thiệt luôn á. Kỳ này chắc chứ mọi người ơi. Kỳ này làm gì có chuyện đó, mọi người đừng chửi em nha mọi người, nó giỡn thôi. Kỳ em đi đâu cũng muốn tấu hề cho mọi người vui vậy đó. Trời vui lắm ha, cái lên đó cái xong, ủa chị Lê Giang chị đi đâu vậy? Cà Mau. Người Cà Mau làm sao? Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bán đồ gì
sự xa thiệt mấy chị ơi. Nhưng mà bây giờ có chuyến bay rồi nha. Vietnam Airlines phục vụ tận tình dễ thương nha mấy chị nha. Mà hôm nay thì đặc biệt nữa, đi ra sân bay á, có mấy bạn làm ở hải quan á, rất là dễ thương luôn mấy bạn á, mấy bạn rất là dễ thương luôn á. Chu đáo nè. Nồng hậu, nồng nhiệt nè. Và cái cách cư xử với khách hàng rất là dễ thương. Nói chung là Lê Giang đi nước ngoài rất là nhiều, đi qua cửa hải quan đồ gặp mấy bạn cũng rất là nhiều luôn. Cái cách mà của ngoài hải quan tiếp khách rất là dễ thương nha, rất là ưng ý luôn. Rất là thích luôn. Nhẹ nhàng, dễ thương, phục vụ khách hàng vui vẻ. Không có quạo. Không có quạo. Đúng rồi. Nhưng mà chắc là tại vì chị dễ thương đó, cho nên người ta dễ thương lại. Sau khi mà chị dễ thương cho nên là người ta dễ thương lại. Hồi nãy chị đi qua bên cửa hải quan là mấy anh hải quan có kêu chị mở kiến ra không? Chị không cho. Chị nói mắt chị mới cắt. Thôi Dũng ơi, em cúp đi, em đừng nói nữa Dũng. Ok mọi người hãy đón xem cái cuộc hành trình của Lê Giang và Minh Dũng nha mọi người nha. Ok cả nhà. Tiếp tục nha. Biết hả? Ồ. Dạ mọi người ơi. Thì chị Lê Giang thật sự luôn. Nghe nói là đó bệnh dữ lắm mà. Trời ơi cưng, sự nó cũng không có bệnh nặng lắm đâu em. Mọi người biết tại sao Minh Dũng cười không? Là tại vì á, chị Lê Giang chỉ chưa có nhìn thấy anh tài xế già hơn chị mà chị kêu cưng không à. Cưng ngọt xớt luôn á mọi người. Cưng, trời ơi, thật ra hôm nay chị đi xuống. Ủa, em xin lỗi anh, trời ơi là trời. Quen cái miệng là ai cũng cưng hết mà, cái đây. Gì cũng cưng hết. Tôi chưa có xui, chị có xui rồi. Đây đó, đó anh tài xế nè. Trời ơi, đó, dễ thương à, không? Ủa, anh biết Lâm Bảo Nam á anh? Dạ, biết. Trời ơi. Anh, cái trại tâm thần đó nằm ở đâu vậy anh? Dạ, nằm ở trên đường. À, nói chung là anh biết đúng không? Anh biết đúng không? Mày từ khách sạn của em đi tới trại đó là bao nhiêu? Trại tâm thần thành phố hay tỉnh? Trại tâm thần của Ủa bây giờ anh hỏi gì rồi em làm của sao? Của tỉnh anh... thì nó nằm ở dưới mà khu công nghiệp Cánh Nam. À, còn của thành phố? Của thành phố thì nằm trong này. À, nó cái là nào mà đây? Sâu nhất á? Cái nào mà đông thiệt là đông luôn, có trại nam trại nữ luôn đó. Trời ơi vô đó vắng que, nó đâu cho vô đâu. Đâu có, em có liên lạc lạc rồi. Anh coi lại cái địa chỉ á. Vừa rồi là coi như tiếng Nga với lại lại là Bách Tướng Du là coi như đi xuống đó. Dạ. Có liên lạc với cái chị trại đó rồi. Và hẹn bữa ngày mai là Lê Giang sẽ tới thăm Lâm Bảo Nam. Mà anh nói là anh ủa nói đây là có hai biết. Trại tâm thần luôn hả? Dạ, dưới khu công nghiệp Khánh An ở dưới U Minh á. Làm coi như chị Giang của em quan mang rồi. Trời ơi. Nhưng mà không sao đâu, mình có cái số điện thoại của Facebook rồi. Có số điện thoại xác nhận. Có gì để tụi em xác nhận lại. Dạ. Ha. Dạ. Rồi, ok. Đây là anh tài xế nha. Trời ơi, cưng thấy ghét dễ sợ. Ai cũng cưng hết trơn á. Rồi, có bữa nghe ta nói cái ông kia mở cái mặt ra tôi muốn xỉu tại chỗ mà tôi cũng cưng. Rồi, chị em chúng em đã tới khách sạn rồi. Bây giờ là vô check-in. Check-in xong rồi, bây giờ là chúng em sẽ coi cái chỗ nào mà ok đó. Thì chúng em sẽ đi quay vòng vòng. Ok ha cả nhà ha. Thôi được rồi, để em cầm. Rồi, đã tới. À, cái gì? Khách sạn, mình nói sao? anh có cái booking, đợi anh tí xíu nha. Rồi, đây, bây giờ chị nói gì đi chị... À, đây bây giờ tới khách sạn Mường Thanh đúng không? À, Mường Thanh. Rồi, tới rồi, bây giờ mình cho chị hỏi phòng chị đi. Dũng bút kinh tên gì? À, Trịnh Minh Dũng. Trịnh Minh Dũng. Ừ. Mà đặt ở đâu vậy? À, Agoda. Dạ. Có nhưng mà giờ đang nằm ở trong máy đang quay rồi giờ sao, nói chung là đợi tí xíu. Dạ. Rồi ok ha. Xin chào cả nhà, Minh Dũng đã có mặt ở Cà Mau với chị Lê Giang và bây giờ là đang ở trên cái phòng, trời ơi, khách sạn Mường Thanh nha mọi người, cái view đẹp quá trời luôn nè mọi người ơi, view đẹp quá. Ok, cả nhà ơi, bây giờ là coi như là nhận phòng xong rồi là cái Dũng sẽ đi vòng vòng coi. Ôi, hôm nay thời tiết ở đây rất là đẹp nha cả nhà. Mát như mẻ. Như nãy ta nói 28 độ C. Ờ,
rất là mát mẻ luôn, khí hậu trong lành luôn. Tối nay không biết có lạnh không mà. Vậy là em đâu có đi Đà Lạt, em đi Cà Mau nha, cái mặc đồ này cũng rất là hợp lý. Dạ, cái view nhìn xuống cũng đẹp ha. Xuống đẹp chứ. Ở bên kia mấy cái tòa nhà đẹp quá chị Giang. Làm căn dưới đây được không? Hả? Đó, đó, khu đó đó. Khu mà nhà coi như liền kề mà xây giống nhau đó.